Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 7 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở là rừng em có nhiều những cái dòng hàng lan, nhiều những cái mặt hàng kg, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở là rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và với cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 5 kg sẽ chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000. 10 kg cũng chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000 thôi. À, 10 kg cũng chỉ rơi khoảng tầm 70 cho đến 80.000 thôi, nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà cô chú anh chị đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em với cái gói cước vận chuyển rất là ưu ái như vậy nhé. Trước tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô Hoàng Lạp hôm nay vừa về. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, một cái lô hàng về cực kỳ là đẹp luôn, hàng với những cái rễ vừa tầm và cây cũng vừa phải, rất là đẹp. Vừa tầm ghép tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Đây, cả một cái lô hàng rất là đẹp như thế này. Em bán hoàng thảo Hoàng Lạp với giá là 130.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,5 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là giáng hương đuôi sắc. Những cái cây giáng hương đuôi sắc vừa tầm ghép, lá xếp căng mướt cực kỳ là xinh như vậy đấy ạ. 130.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Đó, cây nó vừa vừa và cũng không quá lớn, không quá nhỏ. Hàng lá xếp và tươi giói rất là đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh rắn trắng, một cái lô hàng phải nói đẹp xuất sắc luôn ạ. Dòng kiều vuông cánh trắng này cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng với thời điểm Tết ạ. Cô chú anh chị thấy ạ, hàng rất là xanh, nhiều thân lá đẹp tuyệt vời như thế này. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương quế tím. Cái dòng hàng mà có sắc hoa tím với cái màu sắc tím sáng rất là đẹp. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giáng hương quế tím ạ. Bông hoa của nó rất là to và cực kỳ là thơm cô chú anh chị nhé. Hoa rất là thơm luôn ạ. Bông hoa của nó so với tam bảo sắc thì nó sẽ to hơn và cái hương thơm nó sẽ đậm mùi hơn so với cả tam bảo sắc. Nó gần như bằng hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Quế tím em bán là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg, hàng cắt tỉa sạch sẽ, những cây tươi giói, lá xếp cực kỳ là xinh. Sang bên này đây sẽ là cái dòng hoàng phi hạt. Cái dòng hàng mà rất là dễ trồng, dễ chăm, chịu nắng rất là tốt. Và hoa thì rất là bền hoa, khuôn bông hoa rất là sắc nét như thế này ạ. Và dòng lan hoàng phi hạc này em xin phép được bán cũng 130.000 cho 1 kg. Và sau bên này đây sẽ là dòng giáng hương bạch nhạn, cho ai yêu mến cái màu hoa trắng với hương thơm ngọt ngào cực kỳ là quyến rũ của nó. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Cây lá xếp hàng tươi giói rất là đẹp như thế này. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là giáng hương hải yến. Với sắc hoa tím rất là xinh. Đó, mỗi một cây nó có một cái vẻ đẹp riêng như thế này. Và những cái cây quế tím này thì hàng lá xếp đẹp như vậy ạ. Em bán 130.000 trong 1 kg, em cũng sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vẩy rồng. Với những rễ vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh, một cái dòng hàng mà có sức sống cực kỳ là mãnh liệt luôn. Ở đây thì hàng hôm nay thì những cái rễ này thì nó không có được lớn lắm, nên là hàng hôm nay thì em sẽ bán thanh lý xả nhá cô chú anh chị nhá. Bình thường em bán 130, hàng hôm nay thì em sẽ để luôn với cái giá chỉ còn có 100.000 cho 1 kg. Đó, để cô chú anh chị có thể sưu tầm trồng cho mình, tạo cho mình những cái giò hoàng thảo vẩy rồng, những tác phẩm vẩy rồng cho sân vườn của nhà mình ạ. Sang bên này thì em có 3 lô hoàng thảo giáng hương tam bảo sắc cực kỳ là đẹp. Cái dòng giáng hương tam bảo sắc này có thể nói là một cái dòng hàng quốc dân. Hoa thì với bản thân em thì đây là một cái loại hoa mà hoa vô cùng là thơm. Bản thân em cực kỳ là yêu thích cái mùi hương của dòng giáng hương tam bảo sắc. Và em nghĩ rằng bất cứ một ai chơi lan chắc chắn một điều rằng cũng đều cực rất là yêu thích cái mùi hương này luôn ạ.
Hoa rất là thơm cô chú anh chị nhá. Và ở đây thì em có 3 cái lô hoàng giáng hương tam bảo sắc, em sẽ bán theo lô này. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 này có 4 cây tam bảo sắc như vậy, về cô chú anh chị làm được một giò rất là đẹp này. Và lô số 2 ạ, lô số 2 này có bao nhiêu? 2 này, 3, 4, 5 và 6 cây. Đó, 6 cây tam bảo sắc nhá. Và lô số 3, lô số 3 thì cũng có 6 cây cô chú anh chị ạ. Lô bên kia là 5 đó. Và mỗi một lô như vậy em bán đồng giá là 80.000 cho một lô. Cô chú anh chị thấy ạ, hàng tươi giói và cây rất là đẹp. Mỗi một lô là 80.000. Cô chú anh chị làm cái rộng tam bảo sắc cực kỳ là đẹp rồi. Và sang bên này đây thì em có những cái cây dendro, dendro nắng. Dòng dendro nắng này thì hoa sẽ nở quanh năm cô chú anh chị nhé. Với cần hoa rất là cao và đây đều là hàng trồng thuần của Việt Nam mình. Hoa rất là bền hoa mà lại cho hoa quanh năm. Cô chú anh chị có thể thấy là có những cái cây thì hiện tại này, ví dụ như là cần hoa này nó đang lên thì nó có thể đang tiếp tục sẽ nhú lên những cái chùm hoa khác. Nói chung là nó sẽ cho hoa quanh năm và bông hoa khá là lớn. Có những cây thì sắc hoa nó sẽ tím tím đậm như thế này. Có những cây thì nó sẽ tím hồng nhạt hơn cô chú anh chị này. Nhưng mà cái mặt bông nào cũng rất là đẹp. Và một cái chậu dendro nắng này em bán với giá là 60.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào mà lấy cả cặp hai cây, đấy, lấy cả cặp hai cây về cô chú anh chị làm một chậu rất là đẹp luôn thì em bán chỉ với giá có 110 cho hai cây nhá. Còn nếu mà hai chậu ấy ạ, còn nếu mà chỉ lấy một chậu thôi thì xin phép em được bán là 60.000 cho một chậu. Đó. Một cây có thể có một cần hoa hoặc là hai cần hoa. Đấy, nếu mà cô chú anh chị về chăm sóc được thì bình thường nó sẽ là một cây như vậy sẽ là 2-3 cần hoa luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, chùm hoa rất là dài và bông hoa to. Còn sang bên này đây thì em có những cây lan hồ điệp. Những cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Một cái cây tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Và tất cả những cây hồ điệp lá biên này hiện tại thì nó đều đang có hai cần hoa của chú anh chị nhé. Một cái sự kết hợp hoàn hảo tuyệt vời nhất của cái dòng hoa, dòng thân lá và dòng hoa. Ở đây thì cái độ bền của hồ điệp thì cô chú anh chị biết rồi. Cái độ bền của nó sẽ trên 2 tháng. Độ bền bao giờ cũng sẽ là trên 2 tháng. Đây là cái mặt bông của dòng lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Và ở đây thì cây của em là nó có hai cần hoa cô chú anh chị nhá. Hai cần hoa. Đó, cái mặt bông có thể như vậy. Và với một cái chậu như thế này với hai cần hoa cô chú anh chị có thể để trong một cái chậu nhỏ xinh xắn để trong phòng khách hay phòng làm việc đều rất là đẹp rồi. Em bán 60.000 cho một chậu thôi. Đó, 60.000 cho một chậu hồ điệp lá biên hay là hồ điệp lá phát tài. Hai cần hoa. Và bên này sẽ là những cái cây hồ điệp mãn thiên hồng. Mãn thiên hồng cô chú anh chị thấy ạ, ngay từ cái thân lá của nó đã có cái màu đỏ, sắc đỏ rồi này. Và cái nụ hoa cũng nhô lên cũng đã đỏ thắm như vậy nhá. Một cây sẽ có hai cái cần hoa. Và cái cây hồ điệp mãn thiên hồng này thì em xin phép cũng được bán với giá là 60.000 cho một chậu. Và đây là hồ điệp, mặt bông hồ điệp mãn thiên hồng là một trong những mặt bông mà có thể nói là đẹp nhất trong các mặt của dòng lan hồ điệp cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái cực kỳ là đẹp này cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây là những cái cây đai châu Thái đã trưởng thành cây rơi và ít nhất là 4 cặp lá cô chú anh chị nhá. Năm trước nó đã cho hoa nên chắc chắn một điều rằng năm nay cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một cái giò lan rất là tuyệt vời. Đẹp từ thân lá đến hoa vào những ngày Tết này. Đây là màu sắc đỏ sắc pháo cô chú anh chị. Hàng lá mít xếp và hàng lá gân nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, cây này thì em đảm bảo cô chú anh chị là khi mà cô chú anh chị nhận hàng, xem hàng tận nơi chắc chắn là bất kỳ một cô chú anh chị nào cũng đều rất là ưng ý luôn. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 220.000 cho một chậu nhá. Đó là cái dòng đai châu đỏ sắc pháo của cô chú anh chị này. Còn bên này đây sẽ là cái đai châu màu hồng cánh sen. Và cô chú anh chị biết rồi ạ, màu hồng cánh sen chính là màu hoa mà đắt đỏ nhất trong các cái màu sắc của cái đai châu ạ. Tuy nhiên thì một cái chậu như thế này cũng rơi vào 4 cặp lá như màu đỏ sắc pháo. Em cũng chỉ bán có 220.000 trong một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị thấy ạ, hàng thân lá đẹp mê ly luôn. Không chê một cái điểm nào luôn. Hàng lá gân kẻ rất là đẹp như thế này. Đó, một chậu xin nhắc lại giá chỉ có 220.000 cho một chậu. Đây là hai cái màu sắc đỏ sắc pháo, hồng cánh sen là hai màu sắc. Em nghĩ rằng chắc chắn bất kỳ cô chú anh chị nào cũng có một cái nhận xét giống như em, đó là những cái mặt bông đáng chơi, đáng thưởng thức nhất trong những ngày Tết tới ạ.
Và sau bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân. Cái dòng đen đô xuân này nó sẽ rất là nhiều những mẹt bông của chú anh chị nhá. Có thể là hoa trắng họng đen, cũng có thể là hoa vàng họng đen, cũng có thể là hoa cánh tím, còng cánh tím và họng vàng, vân vân. Nhiều màu sắc của chú anh chị ạ. Độ bền thì trên 2 tháng, bình thường thì cô chú anh chị thấy rồi đấy ạ. Cứ Tết đến là bên Trung Quốc người ta tuồn sang bên Việt Nam thì rất là nhiều, một chậu 1 2 thân cũng rơi trên 200 nghìn. Còn ở đây đây là đều là những cây hàng thuần của Việt Nam và hàng ươm ki đây cô chú anh chị này. Và một cái chậu đen rô xuân như vậy em chỉ bán có 140.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. Còn sang bên này đây là dòng đen rô úc mắt đen. Đen rô úc mắt đen cô chú anh chị này, chậu thì cực kỳ là bự chảng luôn. Đến độ là dựng chậu để riêng còn nó không đứng nổi luôn cô chú anh chị. Một cái chậu như thế này thì cô chú anh chị có thể thấy là nó sẽ rơi vào ít nhất là 7 8 cái thân hoa trở lên. Cái dòng đen rô úc mắt đen này thì khá là giống với cả đen rô xuân cô chú anh chị ạ. Nhưng mà dòng đen đỗ mắt đen này thì về mặt bông của nó nhìn kỹ thì cô chú anh chị thấy là cái thân của nó sẽ có sự khác biệt nhá. Cái dòng đen đỗ mắt đen này thì hoa của nó sẽ giống như là hoa của dòng đùi gà ấy, nhưng mà cánh nó sẽ đậm hơn, cánh hoa nó sẽ tím đậm hơn. Đó, và nó độ bền của nó so với đùi gà nó sẽ bền hơn. Và một chậu như thế này thì em chỉ bán có 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. Dễ trồng, dễ chăm, nói chung ở mọi vùng miền đều rất là dễ thuần ạ. Có 170 cho một cái chậu cực kỳ là đẹp như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị thấy là những cái chậu trầm thân mập nù, lá xếp đều tăm tắp, cực kỳ là khỏe cây như thế này. Đây hoàn toàn là những cây mà không phải là hàng nhà kính. Cô chú anh chị thấy là nhiều nơi, em thấy là có nhiều nơi người ta bán những cây trầm mà xanh lá và hàng rất là yếu cây. Đó là những cây trồng nhà kính về, cô chú anh chị sẽ rất là khó chăm sóc. Còn đây hoàn toàn là những cây rất là cứng cáp, thô và cứng cáp như thế này cô chú anh chị này, đều là hàng trồng 100% ở dưới cái mái tre rất là tự nhiên. Và một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy thì rơi vào ít nhất là 4 thân nhá cô chú anh chị nhá. Rơi vào ít nhất 4 thân khỏe đẹp. Em bán với giá cũng chỉ có 140 cho một chậu, và bình thường cô chú anh chị thấy rồi, dòng trầm rồng đỏ bình thường hàng hoa Tết không rơi dưới 100.000 cho một thân đúng không ạ? Hàng như thế này thì em nghĩ rằng là đến Tết không sẽ không rơi, chắc chắn một điều không rơi dưới 300 cho một cái chậu. Đấy, rơi vào ít nhất là 4 thân. Cây rất là đẹp. Nếu mà nó có nhiều thân hơn thì nó sẽ bé hơn cô chú anh chị nhá. Cây rất là tuyệt vời luôn. Còn sang bên này đây thì em có những cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi ạ. Chậu cũng rơi vào 6 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Cây cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Và cây khi mà càng lớn thì bắt đầu dần dần thân của nó sẽ dần dần chuyển ngả màu sang màu đỏ. Lúc mới lên thì còn có thân của nó còn xanh, sau đó sẽ dần dần chuyển sang màu đỏ và thân xoắn đỏ rất là đẹp. Đặc biệt cái màu sắc hoa khi mà nó sổ ạ, sẽ là màu đỏ rất là đậm, cùng cái hương thơm thì tuyệt vời vô cùng. Và mỗi chậu trầm cổ, trầm thanh củi như thế này, hàng hoa Tết vừa rồi là mỗi một thân trên 100.000 luôn cô chú anh chị nhé. Còn hiện tại thì một cái chậu trầm cổ như vậy em chỉ bán có bao nhiêu ạ? Rất là đẹp như thế này, chỉ có 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. 180.000 thôi cô chú anh chị sở hữu ngay một cái chậu trầm cổ vô cùng là đẹp về cái thân lá. Dòng này thì về cô chú anh chị không cần phải kích hoa gì, hoa nó cũng sẽ tự nhiên mà nở rất là đều bông nhá. Và bên này là chậu già Hawaii tím xưa, em còn một chậu duy nhất 5 thân đang đi ngọn rất là đẹp. Và chậu này em bán cũng 150.000 cho chậu Hawaii tím xưa này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài. Ồ, những cái cây lan hài hiện tại đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, có những cây là đang mèo nụ cong vút rất là đẹp như thế này. Nhìn cái nụ không đã rất là xinh rồi. Có những cây đang lên mèo như thế này thôi cô chú anh chị. Đây là dòng lan hài mau die xanh nhá cô chú anh chị nhá. Chậu sẽ ít nhất là 2 cây và hiện tại là cũng còn đang tiếp tục lên cây con. Trồng thuần rất là ổn định trong chậu. Em bán một cái chậu như thế này với giá chỉ có 250 trong một chậu. Đấy, dòng này thì hoa ít nhất là độ bền của hoa ít nhất là phải tầm 2 tháng trở lên cô chú anh chị ạ. 250.000 cho một cái chậu mau die xanh. Và bên này sẽ là hài Vân Nam. Vân Nam, cây mẹ cây con khỏe ổn định, với giá em bán là 120 cho một chậu. Và bên này sẽ là hài Lecochilium, cái dòng hài hoa rất là thơm. Lecochilium với giá em bán là 150 cho một chậu nhá. Và bên này cũng là những cây lan hài. Đây là dòng lan hài Trần Liên. Với mặt bông hoa hài của hài rừng
mà được nhiều cô chú anh chị chơi lan rất là ưa thích. Em bán chậu trần liên này với giá là 100.000 cho một chậu trần liên này. Bên này sẽ là hài Henry, em có hai chậu Henry, mỗi một chậu Henry như vậy em cũng bán 100.000 đấy ạ, chậu số 1 và chậu số 2, mỗi chậu là 100.000. Và sang bên này thì rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những phần lan ưng ý nhất nhé. Đầu tiên sẽ là em xin được phép giới thiệu đến cô chú anh chị này, đó là những cái hình kiều vuông cánh trắng. Cô chú anh chị mình có thể mua theo hàng cân, hoặc là cô chú anh chị có thể chọn theo hình này. Đó, mua theo cân này 250 một cân, hay là chọn theo hình này đều được cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là đẹp luôn lô hàng của ngày hôm nay ạ. Kiều vuông cánh trắng hình số 1, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái lô số 1 em có hai rề đẹp xuất sắc như thế này, với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo hình số 2 cũng là hai rề ạ. Thân to lá, bản lá tròn cực kỳ là đẹp cô chú anh chị nhé. Bản thân rất là to. Cái hình này em xin phép được bán, ồ cái hình này không phải là 180 nhé, hình số 1 em xin phép bán 200 cô chú anh chị nhé, phải 180 ạ. Hình số 2 em bán với giá là 180.000 này. Và hình số 3, hình số 3 này em xin phép bán, nó cũng là hai rề cô chú anh chị ạ, hai rề nhá. Và hình này em xin phép được bán với giá là 150.000. Với những rề đẹp tuyệt vời như thế này, chắc chắn là cái mùa hoa của nó thì sẽ không thể nào diễn tả bằng lời khi mà nó nở hoa luôn cô chú anh chị. Cây ngắn nhưng mà chùm hoa của nó sẽ rất là to luôn, cái kiểu vuông cánh trắng này này. Tiếp theo là hình số 4, là nguyên một rề ạ. À không, hai rề. Đây một rề. À một rề, hai rề này cô chú anh chị này. Có hai rề như thế này nhá. Hai rề rất là đẹp như vậy, em bán 160.000 cho hình số 4. Tiếp theo sẽ là hình số 5, nó là nguyên một rề cô chú anh chị ạ. Đó, về làm một cái chậu cực kỳ là đẹp luôn. Đó, quá là đẹp. Cái rề này em bán là 180.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 6, chỗ này cũng là hai rề, em bán 140.000. Và hình số 7. Số 7 này là hai rề nhá cô chú anh chị nhá. Hai rề này là 130.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số hình này gọi là hình số 8. Hình số 8 này cũng là hai rề, thân to nủ luôn, 130.000 cho hai rề này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9, hai rề cực kỳ là tươi và đẹp luôn, 120.000. Và một cái lô kiều tím miền Trung là hình số 10. Hai rề kiều tím miền Trung 180.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây nhạn 4N. Cây nhạn 4N của hàng Thái. Hàng này thì nói chung là cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông của nhạn 4N. Đấy, nó rất là đậm đà đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Sáng cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ. Và cây thì nó sẽ rất là lớn. Đây là những cây nhạn 4N, hoa nó đẹp như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Và ở đây thì em có cái hình nhạn 4N, hình ở đây là hình số 11. Hình này em gọi là hình số 11 này, một gồm có hai cây nhạn 4N cô chú anh chị ạ. Hai cây nhạn nhá. Đây một cây dài và một cây ngắn hơn ở đây. Và hình này em xin phép được bán với giá là 2 này, 4 này, 6 này, 7 này. 7 cặp lá một bên, 7 cặp lá một bên, 8 cặp lá và một cái cây nhỏ bên này nữa. Hình này em xin phép được bán với giá là 240.000 cho cái hình số hình nhạn 4N hình 11. Hình tiếp theo sẽ là hình 12. Về cô chú anh chị trồng chắc chắn được một cái chậu lan cực đẹp. Cây này nó hàng này thì so với hàng rừng thì cây nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, cây nó sẽ lớn hơn so với hàng rừng nhiều. Hình tiếp theo sẽ là hình số 12, là hai cây nhạn lá xếp thẳng tăm tắp này. Em bán hai cây này với giá là 180.000 ạ, là hình số 10. Hình số 12 nhá. Và tiếp theo sẽ là hình số 13, cũng là một cặp đôi gồm có hai cây nhạn này. Đó. Một cặp đôi gồm có hai cây nhạn này em xin phép được bán với giá là 230.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 14, một cặp đôi nhạn. Cây rất là lớn luôn cô chú anh chị nhá. Hai cây nhạn cực kỳ là lớn này. Bình thường em thấy là một người ta bán một cây thôi cũng đã tầm 250 rồi ạ. Ở đây là hai cây rất là đẹp như thế này. Và hình này em xin phép được bán là 300.000 nhá, 300.000. Và sang bên này đây sẽ là hình số 15. Một cây nhọn nhạn siêu đẹp luôn, một cây mẹ một cây con, nhưng mà cây con này nó bị lỗi ngọn rồi cô chú anh chị này. Xếp rụt và cái bản lá ngắn cực kỳ là đẹp ạ. Bao nhiêu cặp lá? 2 4 6 2 2 2 4 6 7 8 cặp lá, một bên 8 một bên 7 sao ấy cô chú anh chị. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 200
30.000 nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Cũng là một cái cặp đôi gồm có hai cây nhạn. Đây, mỗi cây này hơi lỗi lá một chút xíu. Cây trên này nó cũng sẽ hơi lỗi lá nên là cặp đôi này em sẽ bán 200.000 cho cô chú anh chị ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Số 17 là một cái cặp nhạn. Cây siêu, phải nói siêu đẹp. Đây. Đẹp. Mỗi cặp nhạn gồm có hai cây, 2, 4, 6. Cái lá tròn vo luôn cô chú anh chị nhé. Xếp rụt cực kỳ là đẹp. Và cái cặp nhạn này thì em xin phép được bán nó với giá là 350.000 ạ. 350.000 cho hình số 17. Hình số 17, một cái cặp nhạn siêu đẹp, 350.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Cũng là một cái cặp gồm có hai cây. Đấy. Một cặp gồm hai cây nha, cây này bên này thì hơi lỗi lá cô chú anh chị nhé. Đấy, nên là có cây bên này đẹp thôi và hình này em bán 220 ạ. Sau hình tiếp theo sẽ là hình 19. Một cặp nhạn 4N gồm có hai cây. Cũng lá mỗi một cây đều cũng đều rất là to cô chú anh chị này. Lá rất là to luôn như cây này này. Đó. Một cây lá xếp rụt và một cây lá cũng rất là to và đẹp luôn. Mà nó hơi cong, chắc là tại cái hướng ánh sáng với cả người ta không chăm sóc được kỹ cô chú anh chị. Mặc dù cây to nhưng mà nó theo hướng ánh sáng nên là cây nó hơi cong như vậy này cô chú anh chị này. Nói chung là cây thì mỗi cái cây cong hay là cây thẳng thì nó cũng đều có vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 280.000 cô chú anh chị nhé. Sau hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Cặp nhạn 20 lá xếp thẳng đứng tăm tắp. Đó, cho cô chú anh chị nào thích những cây thẳng này, cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Mỗi cặp đôi như vậy em xin phép được bán 300.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 21. Đây cũng là mấy cặp đôi gồm có hai cây này. Đấy, cây này thì bị gãy mất cái lá một chút, gập mất cái lá một chút này. Đấy, cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 240.000 nhá. Sang hình tiếp theo là cái hình số 22, phải nói là một cây nhạn mẹ con siêu đẹp luôn. Đấy, cây này thì hơi cong như bản lá xếp lên cực kỳ là đẹp. Lá ngắn và xếp cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và hiện tại đang lên cây con rất là xinh. Và cây nhạn này em cũng xin phép được bán với cô chú anh chị là 300.000 nhá. Sau hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Là một cặp nhạn cũng gồm hai cây ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Đây ạ. Đó, em sẽ quay kỹ như vậy để cô chú anh chị nhìn kỹ khi cô chú anh chị đặt hàng nhá. Một cặp đôi gồm có hai cây nhạn đẹp như vậy em bán với giá là 320.000. Đây là dòng nhạn 4N cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là giò quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Cái giò này thì hiện tại em đang có bao nhiêu đầu ngọn ạ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, bên là 4, bên này là 2 đầu ngọn nữa là 6. 6 đầu ngọn và cây đang có nụ rất là xinh đấy ạ. Nụ xanh biếc rất là xinh. Cái giò này thì em đã trồng thuần trong vườn rất là lâu rồi nhá. Toàn bộ đều là hàng lá xếp đứng thẳng như thế này. Đấy, cây thì đang nụ rất là đẹp. Đây là cô chú anh chị này. Nụ rất là xinh luôn. Cái giò quế này, giò quế lan hương này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 350.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình cũng là một giò quế. Giò này thì có một cây này nụ khá là dài đây cô chú anh chị, xanh biếc luôn. 1, 2 ngọn này. Chỗ bên này hai ngọn, chỗ bên này một ngọn nữa này cô chú anh chị này, hai nụ nhá. Giò này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho giò quế này đấy ạ. Sang bên này sẽ là giò dáng hương cẩm báo này. Là giò số 26, là giò dáng hương cẩm báo. Giò này 4 cây cô chú anh chị thấy này. Cùng em ngắm cái mặt bông của cả cẩm báo, cái độ bền phải tầm 2 tháng cô chú anh chị ạ. Hoa thì rất là thơm. Thơm từ thân lá luôn. Cái giò cẩm báo này em xin phép bán 180.000 ạ. Sang bên này sẽ là hình số 27, cũng là một giò cẩm báo 3 cây, 160.000. Và tiếp theo sẽ là hình giạc Pháp nhé. Giạc Pháp ạ, dòng hoa sẽ nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị này. Hoa sẽ cực kỳ là đều với sắc hoa tím đỏ rất là đẹp, cực kỳ là nổi bật nếu như nó mà nở trong vườn cô chú anh chị. Cô chú anh chị sẽ nhìn thấy là nó nổi bật, sẽ rất là nổi bật trong cái khu vườn của cô chú anh chị luôn. Ngắm một cái cô chú anh chị thấy sẽ chắc chắn là sẽ cực kỳ là trầm trồ với cái sắc đỏ của cái dòng này mà nó nở đúng cái thời điểm Tết và không cần kích gì cả mà hoa cũng rất là đều bông luôn cô chú anh chị nhá. Hình này hình 31 trên 10 thân hoa luôn ạ. Giò giả hạc Pháp này em bán với giá chỉ 140.000. Hình tiếp theo hình số 32 em cũng bán là 140.000 nhá. Và tiếp theo sẽ là hình số 33. 33 này. Em bán cái giò này với giá là 130.000. Giò này thì có mấy cái cây bị lỗi ngọn, thân thì mập nhưng có mấy cây bị lỗi ngọn. Và 34 140.000.
Đây, 34 là 140.000, các ngọn rất là dài và đẹp. Và 30 năm cũng cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này, cũng 140.000 ạ. Và 36 sẽ là điệp tím của vùng Cao Bằng cho cô chú anh chị nào đam mê và muốn sưu tầm mặt bông của điệp tím vùng Cao Bằng với cái khuôn bông hoa, cánh sáp bóng và sắc hồng, không sắc hồng cực kỳ là sạch sẽ của nó cô chú anh chị này, sắc hồng và không kèm theo cái bông này gần như là bông ám luôn đấy cô chú anh chị. Ngay từ cái thân của nó đã vàng óng như này rồi. Đây này cô chú anh chị này, bông này như bông ám luôn nhé cô chú anh chị nhá. Trước đây nếu mà cái thời điểm mà va còn đang lên thì chắc chắn là mỗi một thân này thì nó là hàng cực kỳ là giá trị luôn, nó kiểu dạng bông ám đấy cô chú anh chị. Đó, cái đây lấy mặt bông của nó này. Cái giò này là trước đây là chắc là em để cái bắt mặt hoa đấy cô chú anh chị. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá 250.000 cho cái giò điệp này nhá, là giò số 36 ạ, là giò 37 này. Mà 37 này, cái hàng thân thủ và lá xếp chân rết ạ. Hai thân mầm. Bông hoa của nó thì rất là to khổng lồ cô chú anh chị ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá 250.000 và hình tiếp theo. Tiếp theo ở đây là hình số 38, cái giò này em xin phép được bán 300.000. 300.000 cô chú anh chị nhá. Đây là cái mặt bông của nó. Cái thân của nó này, xanh rất là đẹp, cực kỳ là nhiều ki luôn cô chú anh chị ạ. Sang bên này sẽ là hình số, bên này sẽ là cái hình trầm rồng đỏ này, em bán thanh lý này. Cái chậu này em sẽ bán thanh lý với giá là 80.000 đấy cô chú anh chị. Là hình số 39, 80.000. Hình số 40, một chậu trầm rồng đỏ 3 thân, giá em bán là 120.000. Còn nếu mà không cô chú anh chị hãy lấy những cái chậu rất là đẹp đấy giúp em, 140.000 cho một chậu thôi, cực kỳ là đẹp. Còn bên này sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Chậu này có hai thân mà hơi bị lối ngọn nhưng nó đã cao trên 40 cm rồi. Cái chậu như thế này thì em bán cái chậu này với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo 43 cũng với giá 80.000. Chậu này cũng hai thân, một thân lỗi và một thân còn đang đi ngọn đẹp, 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là một số đặc sản ở vùng miền Cao Bằng ạ. Chuối hột khô ạ, em bán với giá là 100.000 cho một túi 1 kg nhé. Bên này sẽ là quả mắc mật khô, em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Hoàng tinh với giá là 200.000 cho 1 kg ạ. Và bên này sẽ là dễ ngũ tình với giá là 120.000 cho một túi 1 kg. Nấm ngọc cầu với giá là 150.000. Tầm gửi cây chanh em bán 220 và tầm gửi cây nghiến là 190. Và măng lưỡi lợn em bán với giá là 200.000 cho một túi 1 kg ạ. Bên này thì em có các chế phẩm vật tư dành cho lan vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá là 20.000 trong kg. Dớn vụn một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời luôn. Một cái giá thể ghép lan rất là tuyệt vời, em bán với giá là 40.000 trong 1 kg dớn vụn nhá. Rêu rừng 50.000 trong 1 kg, 1 kg được siêu nhiều luôn. Atolic là 10.000 trong một gói ạ. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000. Phùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ nhá. B1 thái 40.000 trong một lọ và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Super thai hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ. Siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. Và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và cái liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen sẽ là 50.000 cho một lọ. Liền da sẹo đen là sẽ là 50.000 cho một lọ nhé. Và cái dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Phân bón dạng túi lọc có 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích dễ rất là tuyệt vời. Em bán là 35.000 cho một cái hộp như vậy. Và bên này sẽ là cái Chicho Đề Ma, phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói này. Và cái một túi như vậy là 1 kg, em bán với giá là 50.000 nhá. Một hộp như vậy là 1 kg 130.000 cho Chicho Đề Ma này. Và bên này sẽ là phân bón trùng quế nguyên chất dòng cao cấp ạ. Với giá em bán là 35.000 cho một cái túi như vậy. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương. Đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng vào cái sản phẩm như vậy. Em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một túi cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm này thì cô chú anh chị khi mà sử dụng có thể trộn với giá thể hoặc là bón một cách trực tiếp cho bón trực tiếp hoặc là trộn với cái giá thể đều được. Với cái các cái dưỡng chất từ phân trâu, dịch chuỗi và đố tương. Ủ men vi sinh, ủ kháng nấm rất là kỹ càng, nén viên rất là chặt nên là khi cô chú anh chị bón cho cây thì đảm bảo rằng là những cái viên phân này nó sẽ không bị mủn ra,
nên là tạo cái một cái giá thể, tạo cái không gian rất là thoáng, rất là sạch cho cái cây, cái bộ rễ cây để cây lan nó phát triển một cách tuyệt đối, và đồng thời cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời cho cây trồng cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm phải nói là hết sức là hoàn hảo về cái chất lượng. Đây thì em không bán, ở đây thì nhà em là không bán cái phân 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 dê cô chú anh chị ạ. Phân dê thì bình thường là người ta bán 20.000 1 kg. Tuy nhiên thì em thấy dòng phân dê với cả dòng phân trâu ấy, thì em thấy là cái dòng phân trâu nó lành tính hơn so với phân dê rất là nhiều. Phân dê khi mà cô chú anh chị bón không cẩn thận có thể làm đen đầu rễ cũng như là làm sót rễ. Nhưng mà riêng dòng phân trâu này cô chú anh chị bón thoải mái giúp em, bởi vì đã qua xử lý nó rất là lành và đã qua xử lý rất là kỹ, và đặc biệt là có thêm cả dịch chuối và đỗ tương ở trong này nữa, thì một cái giá trị dinh dưỡng phải nói là nó quá là tuyệt vời để mà cho cây phát triển với sản phẩm phân bón rất là tốt luôn cô chú anh chị nhé. Và bên này em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Cái lọ như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000 trong một lọ. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.